Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa huynh nghiêm cùng chư huynh đệ các mặt kính mến. Thì thưa chư huynh nghiêm, về cái vấn đề sinh minh tệ hiện nay đang phát trên cộng đồng mạng đó, thì có một cái Phật tử mới hỏi sư huynh đệ tại sao ngài không dùng cái bát như các vị sư khác để đi khất thực, mà hay hoặc giả là những cái gì nó quý giá hơn nữa, nhưng mà tại sao ông lại dùng cái buộc ở trong điện. Cho nên cái vấn đề đó rất là lạ, cho nên Phật tử mới hỏi sư huynh đệ vậy. Huynh nghiêm có thể chia sẻ cho đồng đạo nghe trên Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa toàn thể cô bác chị em, quý vị Phật tử và quý vị trên cộng đồng mạng, tiếp tục hôm nay chúng ta trao đổi và chia sẻ qua câu chuyện chủ đề về sư minh tệ, đặc biệt cũng là cái câu thắc mắc là tại sao sư minh tệ đi khất thực mà không dùng cái bát, không dùng cái vật khác mà lại chọn là cái lỗi nồi cơm điện. Vậy thì cái lỗi nồi cơm điện này nó có ý nghĩa gì hay không? Đấy quý vị, có ý nghĩa, mà ý nghĩa rất là đặc biệt. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu. Cho nên thứ nhất là có người hỏi sư thì sư cũng nói rồi, bởi vì sư không có đại diện cho tăng ni chùa chiền, cho nên cái của sư đó là cái mặc y áo cũng là khác hơn tất cả các tăng ni chùa chiền, bởi vì sư không có mượn cái hình thức, mà đặc biệt là sư chọn về cái lời Phật dạy là hành cái hạnh đầu đà, mà trong cái hạnh đầu đà thì lại có cái hạnh là y phấn tảo, là phải lụm những cái miếng vải người ta bỏ bên lề đường, hay là cái miếng vải mà người ta không có xài, người ta dứt bỏ trong thùng rác rồi mình tự khâu giá lại. Cho nên vì vậy mà thứ nhất là cách của sư là chọn cái hạnh tu này đúng với lời Phật dạy, đúng với hạnh đầu đà, và cũng không có mượn hình thức của các vị sư khác, là gì sư có nói là mình tốt mình xấu là chuyện của mình, chứ không có mượn cái danh của ai hết. Cái thứ hai đó thì sư minh tệ là cái mà chúng ta tôn kính, mình gọi là sư minh tệ thôi, chứ mình gọi là minh tệ cũng được, bởi vì sư nói là sư cũng không có đại diện cho sư, cho thầy hay là cho chùa chiền tăng ni. Thì cái này là cái của sư nói là rất là đúng. Cho nên chính vì thế mà bây giờ trước đó thì sư cũng tìm một cái vật nào đó để làm cái phương tiện để đi khất thực, đi hóa duyên bằng cái thùng nhựa thôi. Đó. Sau này được gia đình Phật tử ở Đắk Lắk là tặng cho cái lỗi nồi cơm điện. Thì đặc biệt là từ cái lỗi nồi cơm điện này thì sư dùng luôn tới bây giờ không thay đổi. Có nhiều người nói cầm nó cồn kềnh hay là không chọn cái vật khác. Cho nên chính vì cũng là cái chuyện này thì các sư thầy cũng thắc mắc là tại sao đi có thực mà không chọn cái bát mà lấy cái lỗi nồi cơm điện. Nhưng mà nó hoàn toàn khi mà các bậc giác ngộ á, cũng như là sư minh tệ đó, mỗi khi mà dùng cái vật gì đều có ý nghĩa hết quý vị, nếu mình tìm hiểu đó. Thứ nhất đó, chúng ta tìm hiểu về cái bát. Cái bát là cái mà để đựng thức ăn. Cái gì mà đựng thức ăn thì chúng ta cũng cho là cái bát là tượng trưng thôi, đừng chấp vào văn tự ngôn ngữ. Thứ hai, nếu cái bát thì nó phạm vi nhỏ thôi, còn cái nồi cơm nó sẽ bớ ra được nhiều cái bát. Thí dụ bây giờ cái bát còn gọi là cái chén đó, cái chén nó nhỏ hơn, còn cái bát của cái vật thực thì nó lớn hơn, bởi vì cái bát lớn là vì trong đó mình xin nước, trái cây, đồ ăn, cơm thì mới đủ được quý vị ha. Còn nếu như cái bát là cái chén của mình đó thì đựng đâu được bao nhiêu. Nhưng mà sư lại chọn cái lỗi nồi cơm điện. Cái nồi cơm điện này là bây giờ nhà nào cũng có, đúng chưa? Mà cái nồi cơm này có thể nuôi sống cả gia đình. Tất cả chúng ta đi làm, đi tính toán hay là mua tạo bán tầng, mục đích là để có nồi cơm thôi. Bởi ta nói là đi kiếm cơm. Cái từ đi kiếm cơm là cái tiếng Trung đó. Kiếm cơm tức là đi kiếm tiền, hay là đi làm có nghề nghiệp để mà có cuộc sống, có sự ấm no. Cho nên vì vậy mà sư chọn cái lỗi nồi cơm điện là đem lại cái sự ấm no đó, đem lại cái sự, tức là nồi ấm cho nhà nhà đó. Và đặc biệt hơn,
khi mà sư dùng cái lỗi nào cấp điện này là một cái tiếng gian, là một cái sự kiện phải nói là rất là đặc biệt. Sao gọi đặc biệt quý vị? Xưa nay cái nồi cơm điện thì chả có bao giờ ai nhắc tới, nhưng mà từ khi sư xuất hiện thì cái nồi cơm này bắt đầu là ai cũng đều biết. Cho nên người ta muốn thỉnh, người ta muốn xin lại cái lỗi nồi cơm của sư. Nhưng mà hỏi bây giờ sư có cho không? Sư Minh Tuệ cả cái thân mạng còn không tiếc nuối, còn xả được. Ai xin thì ngài cũng chấp nhận cho, huống chi là cái lỗi nồi cơm. Cho nên khi người khác xin, sư vẫn cho. Thì đó, có một cái chàng thanh niên ở nước Anh về xin thì sư dẫn là cho, mà sau khi cho xong rồi á, đem tới sân bay là dùng cái hợp kiến á, là bảo vệ đem về bên tới bên nước Anh. Có nhiều người muốn thỉnh lại, có người đó có 3 tỷ, có người nó nhiều hơn mà còn không chia đó quý vị. Vậy thì có cái nồi cơm nào lên tới 3 tỷ bạc chưa? Và chính cái nồi cơm này thì bây giờ được người ta mới xôi thành cái pháp bảo là cái gương chiếu yêu. Cái mà chúng tôi đang bàn ở đây là cái nồi cơm điện của sư. Cũng chính vì cái nồi cơm này nó đụng chạm tất cả cái nồi cơm khác. Nhớ nghe quý vị. Thường thường đó mình nói là đụng cái nồi cơm khác cũng là cái nồi cơm, là một cái nghề. Thí dụ bây giờ làm nghề với nhau cũng vậy. Thí dụ bây giờ anh này sửa xe, anh kia cũng sửa xe, thì hai người sửa xe là thường thường mình lại sửa ông này thì ông kia ông nói xấu ông kia, đúng không? Ông nói thằng đó làm dở lắm, nó mới làm đây mà xì phuộc, hoặc giả nó làm nó không chất lượng, mới làm đây mà xì nhất. Nhưng mà lỡ ông kia thì nói xấu ông nọ. Thì đa số là cùng một ngành nghề sẽ có cái vấn đề là đố kỵ và canh tị và nói xấu với nhau. Thì hôm nay cái chuyện của sư xuất hiện, cho nên là đặc biệt là một câu nói của sư là đi đến đâu mà được cộng đồng mạng yêu quý và thích thú. Một câu nói bây giờ phải nói đi sâu về lòng người luôn. Dạ con không có nhận tiền, con chỉ nhận thức ăn, đúng chưa? Vì cái hạnh của sư là không có chứa chấp tài sản mà thật sự, chứ không phải là màu. Trong 6 năm nay thì sư vẫn giữ cái giới này đó, không có nhận tiền nghe quý vị, chỉ nhận thức ăn. Cho nên là cái câu nói này làm cho những người khác khó chịu. Từ cái chỗ khó chịu người ta mới sân si nè, người ta mới bôi nhọ. Và chính vì sư xuất hiện cho nên là những người mà coi tai coi bối lên đồng hay là xưng hô ông này bà nọ phù phép gì đó làm gì nó mắc linh hết trơn quý vị. Mắc linh thính cho luôn. Đức thầy nói là những người giả đạo bồi hồi còn chi linh thính mà ngồi mà nghe. Từ cái chỗ hồi trước ta nói người ta nghe, bây giờ nó không nghe, bắt đầu ta quay lại sang si với sư Vinh Tệ. Người ta mới tìm cách, ta mới bắt lỗi tu chặt, tu đúng, tu sai, tu là danh tu tướng, tùm lum hết trơn là lý do đó. Chứ bản thân của sư là chỉ hành là Phật dạy và thực hiện theo cái giới lực của Phật mà đưa ra. Vậy thì cái gương chiếu yêu này bắt đầu là nó chiếu, mà nó chiếu rất là nhiều người lộ ra nguyên hình. Thang giờ nó chiếu, ai mà tham lam cũng chiếu, ai mà săn hẳn cũng chiếu, ai mà ích kỷ cũng chiếu, ai tốt cũng chiếu, ai xấu cũng chiếu, có chiếu chưa? Đó, bây giờ người ta mỗi khi mà câu chuyện nào mà vừa xuất hiện lên thì được cộng đồng mạng bắt đầu là chiếu lên liền. Nhưng mà trước khi lúc sư Minh Tệ chưa xuất hiện thì mọi chuyện nó diễn biến bình thường đúng không quý vị? Rất là nhiều người nói sai, làm sai, thực hành sai mà cũng không ai nhắc, không ai nói, mà cũng không dám nói, dù nói cũng không ai nghe, không ai quan tâm. Có phải không quý vị? Cái điều này là cái điều nhạy cảm, khó nói. Mà tại vì sẵn quý vị hỏi cái nồi cơm điện bắt buộc tôi bàn hết nghĩa, chứ tôi bàn mà tôi còn giấu giếm thì chưa phải là thật lòng. Nhưng mà thật, nói thật thì mất lòng. Nhưng mà kệ đi, bây giờ mất lòng thì mới tu được chứ. Bị tu là cần phải sửa, mà sửa mới tu. Vị thầy nói là sát trần tục như cây cạnh khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn, mà đẻo dưới bào ghiếc nó cũng tròn, đến chừng đó trong giờ rất tốt. Mình cũng mong, bởi vì khi câu chuyện của sư đó mình sửa rất là nhiều luôn của bác chị nè. Ăn mình cũng đòi hỏi, cái gì hỏi mình có đòi hỏi không? Đòi hỏi ngon dở, ăn là cũng phải vừa miệng, đúng không? Từ cái chỗ này cho nên mình thấy phiền người khác làm không vừa ý, mình la mình gầy, hoặc giả là một đồ ăn mình dọn 5-10 món mà mình còn chê ăn không ngon.
ăn không vô đó. Thì bây giờ mình thấy có một cái vị sư là đi xin người ta cho cái gì, sư giảng tự nhiên ăn mà giảng ngon, mà giảng có sức khỏe. Chứ phải bây giờ cái sự ăn mà không có sức khỏe thì người ta đã kích rồi, đừng có theo ông đó, đừng có tu theo ông đó, đừng có khen ông đó. Vì ông tu ổng là yếu ớt hay là không có sức khỏe thì cái này nó sai pháp. Còn nếu cái gì mà đúng pháp là có sức khỏe, đi bộ không mỏi mệt mà ngủ, không cần mái che, không cần là giường cao, không cần là niệm mà vẫn ngủ ngon, vẫn ăn ngon mà vẫn đi vẫn khỏe, mà thân thể không bệnh hoạn, chứng minh là cái này là chánh pháp, là hành đúng chánh pháp. Cho nên mỗi khi ăn không ngon nhớ là cái câu chuyện của sư, mà mình xét mình, tức là mình hãy gán xét mình, nếu còn tính xấu thì kinh ra ngoài mà sửa trao là phận của mình. Xưa nay lời lẽ sửa kinh rõ ràng đó chứ, có phải không quý vị? Nhờ câu chuyện này mà mình xét mình. Bây giờ ngủ nè, nhiều khi mình có phòng, có giường, có niệm, có quạt gió, có máy lạnh mà mình còn chưa chịu ngủ đó. Thì hôm nay mình nhớ lại có một cái vị tu là ngủ ở ngoài nghĩa địa nhà quan đó, mà mưa gió. Thí dụ cuộc đời, cái cuộc hành trình của sư, có những lúc mà mình thấy là buổi sáng sư đi bị mất mưa, cả buổi chiều cũng mất mưa, phải không quý vị? Nhưng mà mình quên hỏi lại là nếu như mình giống như sư, mất mưa xong về nhà mình thay đồ, mình tắm rửa rồi mình nghỉ ngơi thì mình cũng không có gì sợ. Nhưng mà cái của sư là hoàn toàn nó hay ở chỗ là ước mình mà chỉ có tam y, mà cũng không có nhà, không có chỗ, mà tối vẫn ngủ, không có chỗ che chắn mưa gió, sương lạnh, muỗi đốt. Mà nhất là cái mùi này là cái mùi này là cái mùa muỗi nè, à, cái mùa mưa nè. Mưa là lạnh nha, mà mưa nhiều thì muỗi xuất hiện. Như vậy thì ý là trong phòng của mình có một hai con muỗi thôi là mình ngủ không được đó, nó kêu e. Cho nên như vậy mà tôi vừa thấy tôi cũng sắp cười đó. Bây giờ mình ở tại gia thì mình không cần phải bàn, nhưng mà tôi thấy có quý vị trong chùa mà đập lấy cây đập muỗi để cái bên sắp cực. Ý đó là thua cái hạnh của sư chỗ đó, chứ mình không phải chê. Nhớ nghe quý vị, giống như thấy các vị sư thầy nói chuyện mà có cây đập muỗi được cái bên, chứng minh là có đập muỗi rồi, có đập muỗi thì mới mua cây đập muỗi, chứ không có đập muỗi mua cây đó làm chi. Nhưng mà cái của sư chịu được, đó là lòng từ bi, đó là sự thiền định, đó là cái sức nhẫn nại của sư. Như vậy thì cái này mình cần học không? Có phải là cái này nó chiếu không? Nó chiếu vào cái bệnh của mình đó. Cho nên sư Minh Tệ giống như là một cái vị bác sĩ, nhưng mà bây giờ bác sĩ này là bác sĩ trị về cái bệnh tâm lý, tức là cái bệnh tâm mình đó. Bệnh tâm mình là bệnh gì? Là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, cái bệnh đòi hỏi, cái bệnh ham muốn, cái bệnh là thích đủ thứ, đúng chưa? Ví dụ như bệnh thích thứ, cái gì cười, mình đây cũng thích thứ nè, chứ ai mà đâu có nói ai đâu, cái gì mình cũng thích chân á đó. Mà hôm nay mình thấy được cái sự việc của sư, tuy là như vậy nhưng mà cái lời nói của sư, bây giờ thôi, bây giờ nói câu này trước tiên là mình nói mình trước đi. Bây giờ hỏi mình có được an lạc, mình có được vui vẻ, mình có được hạnh phúc chưa quý vị? Quý vị trả lời thật đi, trả lời thật mới đúng ngang, còn trả lời xuông xuông là chưa đúng ngang. Thôi bây giờ tôi xin trả lời bản thân mình trước đi, chưa. Vì mình còn phiền não lắm, mình còn lo đói, lo no, lo giàu, lo nghèo. Đức thầy nói nè, thấy chẳng thế còn lưỡng lự muốn tu hành, muốn tu mà còn hỏi chẳng trời. Hay là lo giàu nghèo, lo cũng chẳng gành mà ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý mà quên câu là dưỡng dục. Thấy chẳng thế còn lục đục muốn tu mà còn hỏi chẳng trời. Bây giờ mình còn lo đói, lo đau, lo giàu, lo nghèo, lo hơn, lo thua, lo được, lo mất, thì làm sao mà yên vui hạnh phúc được? Nhưng mà sư Minh Tuệ lại trả lời là lúc nào con cũng thấy an lạc và vui vẻ. Như vậy thì cái của sư là đạt được cái sự an lạc vui vẻ là không lo mắc, không có là lo có hơn thua giận hờn vân vân. Như vậy tính ra hiện nay cái người hạnh phúc nhất là cái người không có gì mà mình dám sống hạnh đó không? Vậy thì sư đã làm được, cho nên chính vì cái làm được cho nên người ta mới tán tụng, người ta mới khen. Cho nên cái nồi cơm điện này nó chiếu, những nó chiếu những cái sân si phiền não. Ai mà sân si giận hờn
nhớ tới sư minh tệ, nhớ tới cái nồi cơm điện, tự nhiên cái tâm mình nó an lạc liền. Cho nên rất là nhiều người bình luận và cho rằng từ khi sư xuất hiện, thấy cái hình ảnh, cái sự tu tập, cái việc làm của sư đó đã loại bỏ rất là nhiều tham sân si. Có không quý vị? Có nghe. Và có nhiều khi mình không còn đòi hỏi như lúc trước là ăn rồi ngủ rồi nghỉ. Đó là cái gì? Đó là cái gương chiếu yêu. Đó là tấm gương tốt, mà gương kiến là để soi hình, mà chuyện xưa là để cho mình xét nay. Cho nên như vậy mà cũng chính như cái nồi cơm điện này, nó quá có tiếng tâm, là cái tiếng giang ai cũng mến mộ. Cho nên mấy hôm trước xuất hiện có một cái ông này nói là được sư Minh Tệ báo mộng là nằm chim bao thấy lên núi là kêu tặng cái nồi cơm điện. Khi ông lên ông đem về thì vô tình gõ thành cái tiếng kêu, thành cái tiếng chuông, mà cái tiếng chuông đánh lên là ai nghe cũng ốc nổi chứ. Chính bản thân của mình này quý vị, nó thật luôn. Khi mà mới lần đầu tiên nghe gõ cái tiếng chuông mà do cái nồi cơm điện, mà nói cái nồi cơm điện của sư Minh Tệ đó, là ốc nổi gần mình. Mà không phải mình mà những người khác đều cho là như vậy hết. Thì người ta mới tin rằng cái lỗi nồi cơm này là của sư đi khắp thực, mà nó có một cái sự linh thiêng màu nhiệm, cho nên mới phát ra cái tiếng kêu. Chứ bây giờ tiếng kêu này còn hay hơn tiếng chuông thật nữa. Nhưng mà Phước Liêm cũng có làm một cái clip rồi. Khi nghe mà mình cảm thấy hay, thấy có cảm xúc là gì, mình nghe là mình nghĩ đến cái nồi cơm này, tiếng chuông này là từ sư Minh Tệ, cho nên mình thấy nó lạ. Nhưng mà để nói đúng bản chất của nó thì cái câu chuyện này hôm nay đã dở lẽ là cái lỗi nồi cơm áp sức mà rất là nhiều người có, và đánh tiếng kêu thành tiếng chuông là tự nhiên, chứ không phải là riêng cái lỗi nồi cơm này, mà anh này còn gọi là giống như là mượn cái danh ha, lợi dụng cái uy tín rồi bài vẽ cho rằng nằm chim bao báo mộng đem về, rồi sau đó đánh thành tiếng chuông, rồi người ta đến thỉnh nghe nói là 500 triệu gì đó vân vân. Thì Phước Kim có nói sư Minh Tệ ra đời là không có chủ trương cái âm thinh sắc tướng. Chính sư đã nói một câu thế này, mình khẳng định: chuông là buông, mỏ là bỏ, chuông mỏ là buông bỏ. Vậy thì đã buông bỏ thì làm sao mà đi ban cho người ta có cái chuông nữa, chẳng khác nào như là âm thinh sắc tướng sao? Những cái này là Đức Thầy ra đời thì đó là khùng dẹp gác âm thinh sắc tướng mà lo chấn hương Phật giáo mới là. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca lòng tự giác nó xả thân tầm đạo. À, hay là đạo vô vi của Phật ăn cần mà nói theo chí Thích Ca ngày trước. Vì cái của sư là dạy bảo phiên người ta là giữ giới, loại bỏ tham sân si, lấy giới định huệ làm cơ bản để tu tập. Thì cái này là cái chúng ta hiểu được, sống được, làm được, đúng quý vị. Mà đây cũng là chánh pháp, chứ không có hướng dẫn là nghi thức tụng kinh gõ mỏ hay là nghi thức gì cho nó gồm gà. Thời của Đức Phật khi xưa 40 năm, 49 năm mà Đức Phật đi dân du thuyết pháp thì cũng giống như vậy. Ngài chỉ nói lên nhân quả là tội phước thôi. Ngài chỉ nói về khổ không vô thường vô ngã, và Ngài cũng nói lên tức là giới định huệ. Đó là cơ bản, đó là nền tảng để dẫn dắt chúng ta đến con đường giải thoát đắc đạo yên vui. Nhưng mà sau này đạo Phật vì trải qua đó là nhiều đời, cũng như là nhiều người dịch kinh viết sách, và cũng như trải qua nhiều nước, nhiều cái văn hóa, thì nó có thêm có bớt, có cái này có cái nọ để cộng thêm cho mình có cái niềm vui để mình tu. Nhưng mà mục đích cũng là trở về cái tâm an lạc, cái tâm tức là buông bỏ tham sân si phiền não. Đó thì hôm nay một câu hỏi mà đồng đạo nêu lên: tại sao là không chọn cái bát thì mình nói rồi, tại sao không chọn cái vật khác? Vì cái vật khác đâu có giá trị bằng cái nồi cơm. Cái nồi cơm này là đều có trong đó là mỗi nhà. Nồi cơm này cũng chính là cái sự ấm no hạnh phúc. Vậy là hôm nay nếu người nào có tu, người nào có giới lực, người nào có tin nhân quả thì người đó sẽ được ấm no hạnh phúc. Bởi vì tu là phúc của thân hiện tại,
Tu là vui của quá đời sao? Tu làm nhẹ kiếp khổ đau, tu cho hồn khỏi đỏ vào đường mê. Sớm tu thì sớm kề sen báo, sớm tu thì phiền não sớm tan, mau tu cho để muộn màng vô thường chẳng đợi mà thời gian không chờ. Đức thầy nói: biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Ngỏ lời phiên nhân loại khắp gần xa, gắng tu tịnh hưởng đời chung cực lạc. Đó, nhớ nghe quý vị, bởi vì nếu thế giới này mà ai cũng biết tu thì ta bà này nó biến thành cực lạc. Đó, đúng chưa? Ngõ lời phiên nhân loại khắp gần xa, gán tu tịnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng. Cái là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hằng quang. Trên thì kẻ trí lấy công bình phân đoan, dưới vạn dân trăm họ được im liềm dễ già dình. Hai chữ từ khiêm không còn thấy lõn lưng nền can kỳ. Đạo tối chúa thì chặt dình cẩu chung thủy, mà đạo thầy trò thì khắc cốt với ghi xương. Đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, mà đạo chồng vợ thửng hòa cho đến thác. Biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác nội tông, cùng ngoại tổ với cậu gì thêm kính nhường anh chị kẻ cố chi. Mắt chẳng thấy lũ gian phi xạo cha thì đéo. Đảo bè bạn bắt phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan thì trên non tiên. Dân dặn tiếng phụng hoàng Phật tiên thánh an ban miền định quốc. Nà đời sức thánh tỏ bài cầu tim tắc, ráng giữ gìn kèo mắt giống hiền xưa. Những thói hư tật xấu phải gắn chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tặng mặt. Ta kể sơ ít điều cho dân tắc, ước mong đời xét kỹ đặng tu hành. Phật từ bi đặng chữ cao thanh, người luôn thiện hưởng muôn điều hạnh phúc. Nên tu là hạnh phúc là gì quý vị? Cho nên cái câu mà chúng ta thường nghe đó, tu là hạnh phúc, còn tịnh thì dây quang. Bởi vì khi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là mình không còn tham sân si. Hạnh phúc là khi mình tôn trọng, mình yêu thương. Hạnh phúc là gì? Mình chia sẻ. Hạnh phúc là gì? Mình tha thứ. Cái chỗ này mới gọi là hạnh phúc. Còn nếu như Đức Thầy nói là ganh ghét hờn thì thảm muôn bề. Phiền trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây phương. Cho nên có thiện căn sớm lại cửa thiền, mà câu niệm Phật là chờ ngày chung cuộc. Cho nên mình hơn thua, mình tranh giành từ cái lời nói, từ cử chỉ hành động. Nhưng mà rốt cuộc rồi, xin thưa quý vị, hơn cùng thua nhắm mắt cũng ra ma. Bởi vì tục lệ ông bà mình mới nói thôi hôm nay đi cái đám ma. Ủa à, chết cũng thành ma, đâu phải quý vị. Sau này mình có tu thì chúng ta không nói đi đám ma nữa, mà mình gọi là đi đám táng nha, đi đám tang, hay là có người gọi là đi đám xác thôi. Đó, thì hôm nay những cái lời nói, những cái bài ngâm hoàn toàn nằm trong cái quyển thi văn Sấm Dạng Giáo Lý của Đức Thầy. Đó, quý vị thấy không? Hoàn toàn là nó hay. Rồi bây giờ một cái câu hỏi mà quý vị nêu lên thì chúng tôi chia sẻ để cho mình có thời gian thêm câu khác nha.